tìm được châu Phi và chức vô địch cho Hàn Quốc là Esports. Ừ. Thế là bên phía của Weibo hoàn toàn có thể ở lượt 4 kia họ chọn sẵn. Tức là phải phối hợp rất là khích. Block đi một phần lớn. Leona nó có thời gian choáng cũng tương đối, nhưng mà bạn phải xả bảo đạn liền luôn á. Virus tương đối là sợ con Rayton nha, bởi vì đúng là Virus có cái xiềng xích tội lỗi thật. Nhưng cái cú cắt và sắt của Rayton thì sẵn sàng có thể giúp cho Rayton dù dính cái chiêu cuối đấy vẫn có thể bơi vào được. Và với cái thần cá sấu Weibo Fnatic thì mình nghĩ là khả năng có hài cũng cao. Không phải là vấn đề quá lớn với Breed. Và nó cũng chặn cái combo đó chính là Rayton, Skarner kết hợp với là Mifflin. Các bạn thấy ngày hôm qua khi mà Skarner kết hợp với Mifflin, sao hù vui tính lắm các bạn. Giam cầm từ 1 tới 2 người thôi mà dính cái bảo đạn. Mình nghĩ là top 5 những pha thi đấu đội hình mà phải nói rằng giai đoạn đầu ban đấu rất là khỏe từ Weibo với Lucian khu vực đường giữa. Nếu mà có một cái giải gọi là giải kia là con Syndra, con Syndra thì bạn trao một cái giải gọi là giải dẫn đường của bạn cũng được. Khóa ban. Cái ván đấu tôi nghĩ là không dễ dàng cho Huynoi, và hãy cùng đến với ván đầu tiên của đầu giữa Fnatic. Top 5 khóa ban sẽ là những cuộc đối đầu khá là duyên nợ, và tất cả những người chơi đến từ cả hai đội tuyển đều đã khá là hiểu nhau. Một phần nào đó thì đội hình của Weibo Gaming có một vài sự xáo trộn, tuy nhiên vẫn còn đó là những trục xương sống, và bên phía bên kia Huynoi vẫn còn đó là trục đường giữa, là người gánh team của Fnatic và đưa họ tới thời điểm hiện tại. Rồi, và để xem những bước di chuyển đầu tiên đến từ Fnatic và Weibo Gaming có được sự đột phá. Trận này thì Weibo vẫn nhỉnh hơn một xíu, nhưng mà nó đánh như nào thì mình không chắc lắm. Đang là sức cơ bản mà thôi. Đúng rồi, vừa donate nha. Phần rừng của mình chưa có một pha xâm lăng hay là đảo đường nào đến từ cả hai bên cả. Một ngọn giáo được ném ra nên tác giang để có thể trích tầm nhìn của đối phương. Nhưng chỉ có một con mắt được cắm trước ở đó đến từ Jun mà thôi. Chứ cũng không. Cảm ơn Dũng nha, chúc bạn Vũ may mắn nha. Đối đầu ở khu vực lâu lắm rồi mình không coi Olympia. Tác giang thì vẫn đang cướp rừng của Razok mà thôi. Tương tự là câu chuyện ở cánh trên, chưa có những tình huống tấn công nào đó nó thực sự là nguy hiểm cả. Nhảy ngựa rút lui về đường giữa Xiaohu, năng lượng không còn nhiều nữa, anh ta đang nằm trong tầm tấn công của Razok. Rồi Razok anh ta sử dụng E đóng Isto, nhưng đây là 2-2. Quá trời tạc răng. Và sẽ có chiến công đấu rất dễ dàng dành cho Xiaohu mà thôi. Nó win take on nha. Rồi đây rồi tiểu hổ, đây rồi từ người trên đường giữa Weibo Gaming, và đó là pha kết hợp rất tốt đến tiểu hổ. Đây rồi đây mới đúng là Xiaohu năm ngoái nè anh em. Với lượng sát thương kết liễu bị phết đấy chứ, và đã lính một mũi giáo. Bây giờ thắt răng sẽ dễ dàng kiểm soát mà thôi. Giờ chúng ta mới nhìn thấy là Jun bắt đầu di chuyển lên, liệu có muộn hay không. Đã có con sâu đầu tiên, và thậm đúng rồi, thằng pha thích vô tỷ lệ gặp gam gặp DK là cực cao luôn, gần như là bốc là vô. Di chuyển trước không mà nói, bây giờ đang biến về nhà, đã có mặt vị trí của Noah. Noah cũng mới cấp độ 5 mà thôi. Đây là một cá sấu full nổ, sao mình pha thích liều vậy, cấp độ 6 nha, thậm chí là cặp đôi đường dưới của nhìn liều ác. Có mặt, họ quyết tâm rằng tôi không muốn nhường sâu hư không này dành cho Fnatic. Đoàn dốc còn trừng phạt trong tình huống vừa rồi, nhưng với việc là đồng đội của anh ta chưa có cấp độ 6 thì Fnatic quyết định là rút lui. Và thậm chí bây giờ Weibo Gaming còn thiện một tình huống đảo đường lên cánh trên với bộ đôi Creep và Light là người được cử lên đây để có thể phòng ngự khu vực đỉnh trên này. Trong khi đó Tắc Giang, Creep và Xiaohu, những người đang nên như vậy. Cảm ơn mọi người đang sốt cam nha. Những người mạnh nhất đến từ Weibo Gaming sẽ xuống cánh dưới. Khó lường lắm, hôm nay bật cái mốt áo quân EBL đi nè. Weibo làm tí áo quân EBL cho nhanh nè. Với một đội hình cũng chưa phải là có quá nhiều sát thương đến từ Fnatic, tầm 9 giờ ga bắt đầu đánh ra đẹp. Hình như họ đang muốn bỏ rồng để có thể có một tình huống băng trụ, anh Khải à. Đã bắt đầu di chuyển lính rất nhiều, lao vào tấn công của Lai, người không còn phép bầu trời nữa, và ta sẽ bị đẩy vào tường. Đổi được mạng. Tuy nhiên với phi cùng một mạng nằm xuống, pha đó tại vì thằng Lai không có hai spell rồi, chạy không nổi. Bắt buộc nó phải là điểm hạ gục dành trong tay của Chris mà thôi, vì Lai đã nằm xuống tương đối sớm rồi, và ta không gây được nhiều sát thương lắm lên người hỗ trợ đối phương. Bắn cháy không? Trong khi đó thì ta rằng ta sẽ khai thác vòng rừng dưới của Razor mà hơi ít đam, và tạo cho mình một lợi thế là một con Nearly siêu farm cánh dưới. Noah đang chơi pha rất sắc lực nha. Là không còn nhiều, sẽ không đủ mana để phục vụ cho tình huống giao tranh ở khu vực hang rồng. Tuy nhiên bên phía của Fnatic họ cũng quyết định là không. Tặc răng này đánh ác quá anh em. Bây giờ ở nửa cánh dưới họ đang thua nhiều. Vừa rồi họ phải đầu tư một lượng tài nguyên nhất định ở. Nãy giờ di chuyển bao sân này nọ các thứ, kiểm soát mục tiêu, áp lực các thứ ổn quá. Tiêu lớn đầu game dành cho Weibo Gaming. Weibo Gaming đang đánh rất chuẩn với đội hình họ đề ra ban đầu, với một cánh trên rất khỏe bao gồm Rayton, Nidalee và Lucian. Nhưng mà người Noi farm tốt thì chứ. Nãy giờ nhìn cái áp lực của thằng Xiaohu lớn như vậy mà người Noi vẫn farm chuẩn chỉ. Gần như là không hụt lính luôn. Những nỗ lực của họ vừa rồi chỉ giúp cho Lì phết có thể đòi lại được những cái lợi thế ở khu đường dưới mà nó chưa mất tốc biến nữa nha. Cho Fnatic một cái tiền đề để họ có thể câu kéo về giai đoạn sau với một con Syndra đang farm ổn.
bản lĩnh đó, bản lĩnh đó, người non bản lĩnh đó. Có nhiều hạ gục nữa, nó sẽ lượng sát thương đảm bảo cho bên phía Fnatic về trận sau. Còn Weibo Gaming để xem họ sẽ tăng tốc như thế nào. Quấn con reo không tốc biến. Ta đã có mặt ở bên cánh dưới. Hai thành viên của Fnatic đang có cấp độ 6 lao lên với team của bạn. Ôi. Không đẹp một tí đâu cả. Quip đã có cấp độ 6, lấy thanh tẩy, chết thiêu đốt, tấn công thẳng vào Noah thả chiêu cuối. Thấy như nhưng cuối cùng vẫn sẽ là nhường mạng cho Lai mà thôi. Đó là tình huống mà thật ra anh ta hơi cố gắng để ném giáo vào Noah mà thôi. Chứ nếu anh ta ném vào Jun thì chắc chắn là sẽ không thể được trong dịp vừa rồi. Và họ sẽ không muốn để đối phương kiểm soát xấu sâu trong tình huống này. Red, anh ta đã thấy được Jun bị làm choáng, bị tấn. Có thần cá sấu mà, đủ đam không vậy mấy bạn, pha tích. Giam cầm được một người, một mình Red mà thôi. Anh ta lao vào, anh ta câu thần cá sấu, anh ta câu tốc biến. Anh ta đã cố gắng quậy bị làm choáng. Anh ta sử dụng đủ, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Quét tan hay, người noi bị làm choáng, Razok làm choáng. Đặc sân, đặc sân, đặc sân. Vẫn trúng, sau hưu tới, sau hưu tới. Chậm quá. Giao tranh ngừng lại, nhưng liệu rằng ba con sâu hư không này ai sẽ được kiểm soát được đây? Không sao, tốc độ cao vẫn ổn nha anh em, vẫn sâu sâu, vẫn sâu sâu. Trên của mình. Và Crip chưa muốn dừng lại đây, ta đang muốn hủy biến về của rồi. Người nói Window sắp bên rồi, không để ý đứng biến B về ẩu tả. Đến từ Crip ra vị trí humanoid mà thôi. Và còn xin cút rồi. Mình nghĩ nhịp độ này là pha thích cút rồi. Sát thương là quá nhiều. 28 phút incoming. Lượng kiểu khống chế đến từ Crips nữa. Humanoid cũng đã hoàn thành được xong món trang bị đầu tiên rồi. Đó là một cái quyền trưởng bão tố cộng thêm giày pháp sư nữa. Thì anh ta cũng sẽ bắt đầu có được, có thể coi là sức ngưỡng sức mạnh đầu tiên của mình với chất tướng Syndra. Và bây giờ thì Fnatic hoàn toàn có thể là cử người và thực hiện từ bắt lẻ với khả năng sâu sát thương từ Humanoid. Để xem mục tiêu sẽ là ai mà thôi. Trụ một đường dưới không bỏ được. Đi kìa. Và Crips thì đang cần 2 ở đây à. Anh ta tốc biến lên thì định kiếm thẳng vào Humanoid. Và đó là Thái Dương Hạ Sai được thả vào. Chắc công ty của Oscar nên đang dịch chuyển. Anh ta lao vào giữa vị trí của Xiaohu và Tắc Giang, làm choáng được Tắc Giang. Nhưng đây là một cấp 3. Razok tới, Tắc Giang mất tốc biến để chạy đi. Oscar nên đang 1v1 phía bên này. Bên đây là Thanh Trừng đến từ Xiaohu. Và tiếp tục Crip lao vào. Tắc Giang đã bị solo kill bởi Oscar nên. Và bên phía bên này Xiaohu tiếp tục bắn. Anh ta bắn vị trí của Noah nhưng chưa đủ sát thương. Đây là góc bị kẹp. Oscar có E, có E, có E, có E. Anh ta đã bật phản công lên, mất tốc biến bởi Xiaohu và tấn công thẳng người đó vị trí của Lai. Lai đã phải nằm xuống và liệu rằng có bạn tiếp theo dành cho vị trí của Noah. Xí cờ đó. Một thế trận tàu lượng và tỷ số với KD đang là 6 đều dành cho Fnatic. Đúng là không lượng thì không phải là Winston mình và thật Chris đánh cái gì vậy? Phải đánh cái gì vậy Chris? Cũng sẽ là cân bằng mà thôi, một pha mà Chris thì đâu anh ta quá tự tin. Anh ta nghĩ rằng là với lượng khống chế cứng của mình, lượng sát thương đến từ Tăng Răng và khả năng cả lướt đến từ Brit là sẽ đủ sát thương để có thể hạ gục Humanoid. Nhưng như cái cú chém nộ vừa rồi của Brit, nó lại còn nhắm vào Razok cơ. Sau đó thì Oscar nên dịch chuyển xuống, anh ta nhắm vào một trong những người chơi giàu sát thương nhất ở thời hiện tại đến từ cái mục gaming, đó là Tắc Giang, và khiến cho anh ta gần như là lên bảng ngay lập tức. Còn sau đó thì các thành viên của Fnatic ở phía bên này cũng ôm nhau để có thể phòng ngự cực kỳ tốt và câu giờ cho tới khi mà Oscar nên có thể hồi phục ngược trở lại. Anh ta hồi cho mình cú phản công làm choáng chúng hai thành viên, trong đó có xạ thủ Lai, và để rồi Jun càn lên ép lui được Xiaohu. Và phần còn lại là sân chơi của Noah và Humanoid. Thành như Humanoid nó quét ba cái E đều trúng hết rồi anh em. Nhưng Tắc Giang cũng là một con tướng khá là yếu ớt. Anh ta chỉ cần dính quét tan cả yếu, hoặc là anh ta dính cả sợi xích tội lỗi. Tớ thui. Weibo, họ cần phải lấy cái trụ một. Đúng rồi, lấy trụ một, ra sóc tấn công, đẩy một người vào tường. Quá đẹp. Hai thanh niên nằm xuống cực kỳ nhanh. Brit dịch chuyển và anh ta chỉ có thể chạy mà thôi. Wombo combo được tung ra bởi Fnatic. Trời ơi. Một nỗ lực. Rồi hàng bay bị liệt đúc đê đúng không? Đến từ sau hu khi anh ta bước lên quá cao để có thể phá đi trụ. Thằng sau hu với thằng Green của bay bị liệt đúc đê đúng không? Mình còn không thể phá được trụ một của các thành viên Fnatic trong nhịp đó nữa. Trước khi họ bị dính vào một cú giam cầm hai thành viên đến từ Razok. Và phần còn lại là bữa tiệc dành cho Humanoid với cú double kill của anh ta mà thôi. Và chúng ta được xem lại tình huống này. Ý đồ là có đến từ Weibo Gaming khi họ vẫn còn hai con lính và có hai xạ thủ đây. Nhưng Lai đã lùi về rồi. Xiaohu thì lại quá tham trong việc là phá đi công trình của đối phương. Và Wombo Combo được thiết lập đến từ Fnatic. Shutdown đã có rồi, Humanoid cộng thêm để gục vào vị trí Leona nữa. Và kiếm một cốc cà phê hoặc là cái gì đó để chúng ta có thể tỉnh táo để đồng hành với nhau trong cả hai cặp B3 ngày hôm nay. Chính xác là như vậy. Cặp B3 thứ hai trong ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất hấp dẫn khi mà đại diện duy nhất còn sót lại đến từ VCS là Gamespot sẽ thi đấu. Ê! Ê! Không đây. Gì vậy? Rất bình tĩnh đến từ Brit. Trời ơi. Xích Hàn Quốc các bạn. Thằng Jun là Hàn Quốc. Giam cầm
hụt rồi. Red đã phải nằm xuống, anh được xả ra. Và một người, không, đó là Thái Dương Hà Sang. Ocarina lao lên, anh ta thấm máu quá rồi. Grip lao lên. Đẻ, CC đâu. Cuối cùng Ocarina cũng đã phải nằm xuống, sẽ làm một đối một. Hai đường trên phải nằm xuống tình huống vừa rồi. Bây giờ Tắc Giang đã quyết định là muốn tấn công tiếp theo hay sao rồi. Grip vừa rồi dính một tình huống quyết tài cái yếu và cả một cái quyền được bảo tố. Mất hơn nửa cây máu. Quá hay. Đỉnh cao Liên Minh Huyền Thoại. Đến từ Global Gaming và cả là Fnatic trong nhịp này. Khi mà hai bên đều đã mất đi những người chơi đứng trên của mình rồi. Con rồng tiếp theo của phải thi đấu. Nếu như để cho Fnatic liên tục tích những con rồng nước như thế này thì đó sẽ là một cái vấn đề rất là lớn dành cho đội hình của bên phía Weibo mà gặp đối phương có linh hồn rồng nước là hơi mệt. Họ muốn can thiệp nhưng vấn đề là tại đội hình của nó sát thương dồn cũng không phải là nhiều lắm anh em. Và họ nghĩ tới một cái hướng khác đó sẽ là đẩy luôn cái nhịp sát thương của tụi nó không phải là sát thương bùng nổ cho nên là gặp đội đối phương mà có linh hồn rồng nước là khó chơi. Bây giờ mới tiến vào để có thể kiểm soát con rồng thứ tư của phải thi đấu sẽ là con rồng nước thứ hai dành cho họ hoặc là mạch rồng ba dành cho phía của Weibo. Rit anh ta đang tìm góc, anh thở, anh ta đang cố gắng thở nhưng mà Oscarin không cho anh ta thở, liên tục bị ép góc. Humanoid cùng Siêu Hu đang giáp mặt nhau. Tắc Giang đang đứng ở phía trên. Tắc Giang đang nằm trong tầm tranh không cạnh tranh, không dám cạnh tranh rồi, không dám cạnh tranh rồi. Sang rồng đã có dành cho Fnatic. Lên xe, ra dốc, lên xe, lên xe. Đội hình của Weibo đã bị tách ra, thấy như là sáng khá là đẹp. Bảo thành đoàn nhá. Ngược để có thể ép góc vào đội hình mình. Rồi. Mất đi hai chiêu cuối. Rồi. Mất luôn cả con rồng hai dành cho phía của Fnatic. Hai con rồng nước rất là quan trọng dành cho đội hình của Fnatic. Và đội hình của Weibo Gaming đang làm tiếp Baron cho đẩy nhanh tốc độ coi. Thì thăng tiến sức mạnh theo thời gian và họ đang rất phải tích đợi mà bị 6 7 con rồng thiệt hả? Đang bị cấu rỉa. Suy tâm hết không chính xác. Ô hùng nha. Để có thể tranh chấp tầm nhìn ở khu vực. Tụi em tới đánh 6 con rồng thiệt hả? Hai Baron đang tập trung người với nhau. Từ nãy thì Humanoid rất thọt nhưng bây giờ đã bắt đầu có tiền thưởng treo trên người anh ta rồi. Giác trong tay của Oscarinin đang hướng tới một cái mở giao tranh luôn mà. Anh ta tìm kiếm vị trí của Humanoid, thả thấy như là sai nhưng không theo cả. Phía bên này ra dốc rốn. Sao Hu mở giao tranh sâu đi luôn, bảo đạn cũng đẹp, mỗi bên mất một. Phải nằm xuống, một đối một. Giác trong tay của Oscarinin lao lên, ta làm choáng một người, đó chính là Grip. Và Grip cũng phải bỏ mạng trong tình huống này. Bên phía của Fnatic không Baron, họ tiếp tục là làm thịt cá sấu. Trời ơi. Sắc lui về thành công bởi Grip. Bây giờ quyền què gì thế này? Fnatic có ăn Baron hay không? Để xem hai bên sẽ xử lý như nào đây khi Weibo đang là đội có được quyền chủ tại con Baron này. Chứ là các bạn là con rồng này. Hai bên đang bắt đầu pha vào nhau rồi. Tặc Giang nó không cạnh tranh được các bạn, vô là bị giam cầm là vừa mất rồng mà vừa chết. Anh ta lao thẳng vào tiếp tục tấn công vào Brit, làm choáng thành công, đánh rất tự tin. Tặc Giang vô cạnh tranh là rất là dễ đi luôn. Tuy nhiên Tặc Giang bị đẩy lùi ra, đã có rồng ba. Không cạnh tranh với con Skarner được đâu. Rồi. Đẩy thẳng một người vào tường đó, Tặc Giang ta bị giam cầm gom rất đẹp hai người. Cúc. Và đó là đường trên và đi rừng xuống của Weibo Gaming. Một tình huống nhịp hai rất tốt đến từ các thành viên của Fnatic và lần này người tỏa sáng đó chính là Skynin với tình huống tốc biến làm choáng hai thành viên quan trọng đến từ bên phía Weibo của mình. Và Razop không bao giờ từ chối những món quà như vậy khi ta đơn giản là nhắm giam cầm của mình vào một thành viên chủ lực đối phương và sau đó kéo về để họ bị tra tấn bởi hôm qua là siết đài này là siết trung nó cũng không kém các bạn rồi. Và anh ta sẽ là người lấy đi cho hai đường dưới, trong khi đó thì Fnatic họ đang tự thưởng cho bản thân mình một con Baron sau pha tranh rất tuyệt vời. Cùng theo đó là con rồng lửa, xin lỗi bạn là con rồng nước thứ ba. Ông Minh nha. Wow, ba con rồng nước. Để coi là Weibo có thể gọi là xoay chuyển càng khôn được không? Mấy thằng mà nắm vận mệnh trong tay ghê lắm. Trong tầm xa mà thứ họ tấn công thì nhìn nó nhiều khi xoay chuyển càng khôn được đó. Và Thái Dương Hà Sang. Có chừng hết năng lượng nha. Tôi nghĩ rằng là Noah mới chỉ có được là 4 món trang bị lớn thôi nhưng mà anh ta đã có 5 món trang bị lớn rồi. Và để xem nào, bên phía Weibo đang muốn gì đây? Brit bọc đầu. Brit đang bọc đầu nhưng Noah đủ phép bổ trợ. Humanoid có tốc biến đang tấn công. Họ tấn công vào Razok, một cỗ xe tăng thực sự. Brit đang bọc đầu, họ thấy Noah rồi nhưng làm gì? Lao lên, Noah bật thân tẩy và ta bị đẩy vào tường bởi Brit. Và Brit đang lao lên đánh. Rồi, đi. Và sẽ là triple kill dành cho Oscarinin. Và Brit đang cố gắng thở, anh ta vẫn đang thở. Tiết mục xứng đáng huy chương vàng của đoàn xiếc Trung Quốc với đại diện Weibo. Và sẽ là quét sạch. Kết thúc với thắng lợi phút 37 dành cho Fnatic. Lượng sát thương quá ghê gớm đến từ các thành viên của Fnatic trong nhịp vừa rồi. Đó là pha gom người đẹp đến từ Jun. Nhảy và nện đến từ Oscarin. Đánh cái gì vậy ta? Khuếch tán kẻ yếu của Humanoid cũng rất là ghê gớm. Và Brit ở phía bên này chỉ có thể là nỗ lực kiếm về cho bản thân mình 1.000 tiền chất đào với đường hạ gục của Noah mà thôi. Và hạt giống số 2 đến từ LEC đang thực sự là trở lại khi họ đang có một ván thi đấu rất tốt trước các thành viên của Weibo Gaming. Không còn là thư viện ở châu Âu nữa và chúng ta đang nghe những cái tiếng hò reo rất lớn đến từ các bạn fan hâm mộ, những bạn khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu. Fnatic, Fnatic.
tìm được Jovi và chức vô địch cho Hanwha Esports. Nhỏ hơn tí thôi. Nhưng mà lúc nãy chúng ta có thể thấy được rồi, Miss Fortune 2 đồ xả vào Scanner cộng với cả Jack không thấm, không thực sự đau đâu. Và với những chất tướng mà có thể nhảy bổ vào bạn như vậy thì Miss Fortune rất là khó chơi. Chọn vị trí để xả bão đạn cũng là khó rồi, mà cái việc mà vừa đánh vừa thả diều cũng rất là khó với con Miss Fortune của Noah nữa. Nên đây là một cái ván thi đấu mà xạ thủ của Fnatic cần chọn vị trí rất là chuẩn. Nếu ta chọn được thì Fnatic có thể có lợi thế, còn nếu không ấy, thì Weibo có thể cân bằng cặp đấu này với tỷ số là 1-1. Nhưng đây là đội hình mà Fnatic họ chọn đánh chơi đoạn đầu, ván đầu rất là khỏe nha. Với Vieri với Rumble, những thời điểm cấp độ 6 của họ, lượng sát thương có nó nhiều hơn so với là con Scanner thêm cái Orianna cấp độ 6 nữa. Cho nên để xem những cái lợi điểm ban đầu Fnatic có thể kết thúc ván đấu này hay không, hay là Weibo sẽ đưa ván 3, và hãy cùng đến với hai vận động viên Khải Nguyễn, Ngọc Thiên. Chúng ta đến với những bước di chuyển đầu tiên trong cuộc đối đầu này. Liệu rằng có đổi đường hay không khi mà những cái cặp đôi đến từ cả hai đội tuyển đều sẽ là những cặp đôi landing ổn. Cảm ơn Viper nha. Chứ không phải là một cặp đôi nào thực sự là yếu ớt và bị những cái tình huống set up băng trụ sớm. Tạm thời những bước di chuyển như này thì chắc chắn là không có đổi đường đến từ cả hai đội tuyển rồi. Và phép bổ trợ đến từ một đôi đường dưới của Weibo cũng là rất an toàn. Khi đó là Thanh Tẩy và Hồi Máu. Và Razok thì muốn ưu tiên farm được tròn chỉnh vòng rừng của mình trước. Người ta đang tiến tới với bùa xanh, tắc răng và Breeze là câu chuyện tương tự. Jun cũng đang ở đây để có thể hỗ trợ cho Razok. Và để xem ai là người trừ phạt thành công. Trừ phạt được đến từ tắc răng. Weibo, họ đang có đông người ở đây. Sử dụng đồng pistol, đẩy một người vào tường đó là Jun. Bây giờ Noah đã có mặt với cấp độ 3, liên tục bắn thẳng vào với nội tại sai bước và thậm chí là bắn một việc hai. Anh ta và đó là cú hack kim thuật hai người. Noah tiếp tục sản sát thương tốc biến nó từ creep và cũng tương tự là Razok. Hai dạ. Người nó thấp máu 15. Sao Razok tốc biến ở đây sao chạy? Razok đang phải nằm xuống trong tình huống này. Brick có mặt. 1-1. Đó là chiến công đầu dành cho Noah. Sao Hu hết máu rồi. Tiếp tục ai cứu sao Hu? Tắc Giang đã phải lùi lại 3-3. Hai đội này công nghệ và liên tục từ cấp độ 1 tới cấp độ 3. Và cuộc chiến tranh giành hải sản ở thời điểm hiện tại, con cua hoàng đế vẫn còn đó. Con cua này thật sự quý giá đấy, chứ không phải là rẻ đâu. Cả hai bên đầu tư rất nhiều tài nguyên. Và nhà ai nấy về à? Tắc răng, anh ta đang đứng rình rập nhưng đứng rình trên mắt thì chả làm gì cả. Bị phá biến về không đây, Noah quyết định là không phá con Jack này biến về. Để cho Jack về đi, rồi tiếp tục sẽ đánh nhau hay chăng. Bây giờ thì mới có thể chạm vào những lúc kinh trụ khi Oscarin đi đường khá là tốt. Razok thì vẫn ưu tiên farm. Hai đội đang ghim lại nha, ghim lại nha, đánh đàng hoàng nghiêm túc rồi nha. Weibo cần ván thắng này nha. Đứng ở phía sau rất lâu rồi mà không để tới được với cái hồi kết ngoạn mục. Grand Finale là phải có cái đoạn 2 này là phải. Nhưng đó là tình huống tốc biến lên hack kim thuật và chiêu cuối tả xu độc kết hợp với bà đã cực kỳ đẹp. Chết well. Gục rất nhanh chóng nhưng cuối cùng Razok cũng phải thắng cái game 2 này mới tới được Grand Finale nha. Tốc biến mà tôi nghĩ rằng Razok cũng sẽ hài lòng để có thể đánh đổi mà thôi. Anh ta mất đi cái tốc biến của mình nhưng đổi lại là Noah có điểm hạ gục trong tiếng vừa rồi. Và bóc đi được là Thanh Tẩy và Hồi Máu đến từ một đường dưới của Global Gaming. Anh ta tốc biến để né giam cầm. Chứ nếu như không tốc biến và dính giam cầm thì đó sẽ là một đối một. Và nó tốc nằm xuống tình huống đó thì với thủy kiếm đang cầm trên người. Và Rồng thì sao đây? Tắc Giang chưa khởi đi động. Đi bộ, đi bộ. Châu Âu về Trung Quốc đi bộ được. Và khiến cho Tắc Giang bị mất đi. Đi con đường tơ lụa về được. Còn ở cánh trên thì Oscarini vẫn đang phòng ngự tương tự là Brit. Còn người đường giữa thì hai người chơi vẫn đang. Mùa này bơi lạnh lắm anh em. Đi bộ về được. Anh ta đứng trên con mắt hồi nãy mà chúng ta đã nói. Anh ta liên tục dính những cú phát bắn thần bí và mất hơn nửa cái máu trước thêm giao tranh rồi. Con rồng thứ hai của phải thi đấu sẽ nó thắng bây giờ nè. Con rồng này có thể cân nhắc đến từ bên phía Fnatic. Lại tiếp tục có mắt ở bụi cỏ chặt 3 đó rồi. Nhưng bên phía Fnatic vẫn thành công kiểm soát hai con rồng đầu tiên của thi đấu này. Tình huống xử lý nước. Lại map nước. Rồi để xem nào, creep về được không? Tạm thời là về được. Nhưng di chuyển luôn cho chắc ăn à. Đánh không? Ra dốc. Nhưng mà nguy hiểm nha, ra đâu ra. Quay ngược trở lại, gom rất đẹp, xả bảo đạn. Creep bật bộ pháp thần tốc để thay chạy đi. Creep tới với cú dịch chuyển và là xoáy. Nó hụt rồi, nhưng đó là gom người đến từ cú giam cầm và cuối cùng sẽ có. Quan trọng là người ta có muốn thắng không các bạn hiểu không? Mình chiêu tung ra khá là mù mắt nhưng cú giam cầm đó là chính xác đến từ Tắc Giang. Hiểu chưa? Rất lộn xộn đến từ cả Fnatic và Go Gaming. Dầm ba thằng diễn viên siết này qua mắt luôn. Hơn dành cho Creep, dành ta là chất tướng Rakan, cơ động hơn so với con con Rumble này chỉ có thể là di chuyển không bóng để tìm góc để giao tranh mà thôi. Humanoid, anh ta đang bị động đất Isto đẩy thẳng vào tường và có thể sẽ phải sử dụng biến cú phiêu để chạy. Bị móc nửa máu rồi và hơn nửa máu trắng máu rồi từ Humanoid. Rất cố chấp trong tình huống vừa rồi. Thay vì không lần sâu nha, ta lại quyết định là dùng lửa hồ ly để trả sát thương lại vào vị trí của ta răng. Và khi mà Lai cũng như Creep tiếp cận thì Humanoid bắt buộc cũng phải mất phi hồ của mình và anh ta thậm chí còn mất đi rất nhiều máu nữa. Dịch chuyển cũng không có đến từ Humanoid luôn. Cho nên là sứ giả gần như là free dành cho bên phía Weibo rồi. Còn trụ một đường trên thì sao đây? 6 sâu không? Với một cái Ezreal đang ở cánh trên
thì để xem nào, trụ đứng dưới sẽ là cõ trước dành cho Fnatic khi mà Oskarin đã đẩy được trước. Còn trụ đứng trên, Oskarin phòng ngự rất tốt ở quãng gian đầu tiên. Áo thật, Weibo đánh áo thật, xấu sâu để mất trụ đầu. Rồi dẫn trước nhưng lại để đối phương lật. Lúc đó chỉ có Weibo Gaming mới có thể làm được điều đó mà thôi. Kiểm soát luôn của sự nhà khai đức. Họ sẽ lấy công trình nào đầu tiên để xem sự lựa chọn đến từ phía Weibo Gaming ở đâu đây. Tắc Giang lao lên, anh ta dính hung gió, bộ pháp thuật tốt được dựng lên. Mục tiêu đó là Humanoid, một người không còn cú phi hồ nữa, tốc biến lên, tiếp tục là giam cầm và lần sóng âm. Lần này nó trúng Humanoid phải nằm xuống mà thôi. Nắm Weibo nó quả nắm ván đấu trong lòng bàn tay mà thấy không? Người của Tắc Giang và xoáy đó chắc chắn là sẽ đem về điểm gục. Các gì mấy thằng Bill riêng ngày hôm qua phạt rất như NBC đâu. Và lần nằm xuống rất tai hại cho Humanoid. Lần nằm xuống trước tình huống gọi là di chuyển cũng sẽ có đến từ Breed nữa. Anh ta đang muốn tận dụng chất tướng rắc của mình trước thêm con rồng này. Có 6 sâu không? Và sứ giả đã thả ra không đường giữa đến từ bên phía Weibo. Họ có lái không? Không lái khi mà đối phương cũng đã trở về rồi. Quân sáng đẹp, họ đang ép góc. Nhưng một người bị cô lập đó chính là Tắc Giang. Vừa từ lửa xả ra và Tắc Giang bị cô lập, anh ta nằm xuống ngay lập tức. Mạng hạ gục rơi vào tay của Noah. Đây là dấu ấn đến từ Weibo hay chăng đây? Nó đúng là một cái dấu ấn đến từ Weibo Gaming khi mà chúng ta nghĩ rằng là họ sẽ có lợi thế trước khi bước vào thềm một pha tranh nào đó, thì họ lại làm để tất cả các khán giả bị bất ngờ. Một tình huống Tắc Giang bị bắt lại một cách rất đơn giản đến từ một pha kim thuật, thậm chí còn không còn cần tới tốc biến đến từ Jun. Đúng là đừng cãi lý với người say và đừng tin vào Weibo. Không được đường trên băng trụ thẳng vào vị trí của Rumble đã có được mà hạ gục. Tuy nhiên bây giờ chắc trong tay của Rick cũng đang gặp nguy hiểm. Anh ta lùi về với nhảy màn nện, nhưng Noah tới mà hạ gục lại rơi vào tay của Noah. Liên tục có phi hồ và tiếp tục là phi hồ sang, nhưng lần này có lại tới bảo đảm được tung ra, nhưng nó là ép gốc. Siêu hù thập mẫu, siêu tốc biến. Noah tiếp tục truy đuổi, tâm bật cả hai phép một đồng minh lên, xuyên tâm kích chính xác và lấy được một cú thanh tẩy đến từ lại. Chỉ lỗ con rồng chỉ lỗ con rồng thôi anh các bạn, chứ tính về tổng tiền là Weibo vẫn lời nha. Ăn được hai cái trụ á, đưa Siêu hù lên cánh trên. Những tình huống phá mắt liên tục đến từ Weibo Gaming mà thôi, và cũng chưa có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ sẵn sàng để mở sát thương vào các ba đợt này cả. Một đội hình có Orianna, có Ezreal, sát thương để giao tranh là có, nhưng sát thương để có thể ăn những mục tiêu như Baron sẽ là tương đối lâu, và họ vẫn đang muốn. Thực ra nó linh hồn rồng thì nó vẫn mạnh thôi, nhưng mà mình nghĩ là chuyện ăn mấy con rồng sau của Weibo nó không khó. Anh ta bị tấn công, anh ta bị tả xung đột, và đó là một tên lửa rất đẹp là Grim bốc hơi. Tạc sát. Ôi, anh ta lái đi đâu vậy? Anh ta sẽ bị truy đuổi bởi đội hình của Fnatic và tiếp tục nắm vào, nắm bùng nổ, và nó là Tắc Giang, anh ta giam cầm, nhưng ta phải nằm xuống rồi. Và Razok tốc biến đi, Oskarini đã không đó là Priest, xin lỗi các bạn, làm chảy được hai người, ta tấn công tiếp tục vào xạ thủ đối phương. Đó chấp hai mạng. Và Jun đang chạy, quét kill dành cho Lai, anh ta tiếp tục bắn, và sẽ là Quadra kill dành cho Lai. Quadra kill dành cho Lai, và ta không nhớ rằng đây là Quadra kill thứ bao nhiêu tại chung kết thế giới năm nay nữa rồi. À, vì người ta nắm vận mệnh trận đấu trong tay. Một pha giao tranh mà Weibo Gaming tỏa sáng với 3 dầm thành viên. Tích. Khi mà Crips và Tắc Giang gần như là chết chay trong nhịp vừa rồi. Thứ mà Crips làm được là câu được 2 chữ cuối, 3 chữ cuối quan trọng đến từ bên phía của Fnatic trước khi nằm xuống. Là mưa tên lửa, là tả siêu huyết đột và báo đạn. Còn Tắc Giang... Đúng nắm vận mệnh trận đấu trong tay chưa? Một pha nó hơi sâu và bị chốt Razok bắt lại ở đây. Sau đó thì Breed tỏa sáng với những tình huống làm choáng tốt. Sahu cũng có một cú xoáy đẹp nữa. Còn Humanoid, một con Ari tương đối yếu ớt ở thời hiện tại, anh ta không có nhiều lắm sát thương. Mang tính chất tàu lượn rất cao, có thể đây là đặc sản của năm nay, chúng ta được đến nay luôn, hoặc là cả những cái giải đấu khác nữa khi mà đều có những tình huống plot twist rất khét đến từ cả hai bên. Nào, dịch chuyển ra, hôn gió thành công. Tắc Giang không mất đi cái lớp giáp đến từ pháo đài của anh ta. Và dịch chuyển bọc đầu đến từ vị trí của Reed ở một góc khá là xa. Rồng đang nằm trong tầm chủ động tấn công đến từ Weibo Gaming. Fnatic sẽ xử lý nhà đây. Tắc Giang lái xe vào. Anh ta ủi được một người đến Humanoid và lao thẳng vào. Bộ pháp thần tốc rất đẹp và tiếp tục mục tiêu là Noah. Wow. Xoáy cũng đẹp luôn và Noah đã phải nằm xuống. Razok cũng là người đi theo. Và Jun cũng tương tự. Tình chưa? Hai gục dành cho Weibo Gaming và thế. Xin lỗi luôn, đơn xin lỗi luôn, đừng gửi ở đâu nè. Một tình huống giao tranh rất tốt. Tình đến chưa? Weibo Gaming và nó đến từ ngay cách mà họ bố trí đội hình của mình. Một cự ly okay chưa? Không phải là quá gần, nhưng họ lại biết cách để có thể ép hoặc đối phương vào một cái thế gọng kìm. Sao? Và cú xoáy đến từ Sahu là rất tuyệt vời khi nó xoáy trúng ba thành viên. Sát thương được nhồi vào là rất nhiều, khiến trời Broi gần như là ao giao tranh hoàn toàn. Con Ari này mới là 0-2 thôi, nhưng tôi cảm giác rằng nó đang không khác gì bao nhiêu lần rồi vẫn không tin mình. Với những lần chết hụt của Humanoid, người ta cũng không đòi lại được nhiều thứ ở trong quãng thời gian rất là lì lợm, bị và trở lại đời nó dắt bao nhiêu lần ở đây. Còn là người không bao giờ lừa các bạn không? Đây nè, đây dòng ngăn mạnh dòng của Fnatic, ở ngoài kia là tất cả mọi người chỉ muốn lừa các bạn thôi, chỉ có đây, chỉ có Lu là không bao giờ lừa các bạn thôi.
những cái sự lựa chọn ở thời điểm đầu của Jack, cái tỷ lệ thắng rất thấp. Nhưng bây giờ họ sẽ nỗ lực tấn công một Jiren nội tại đến từ 6 sau hư không và cả Bullet Baron. 4 thành viên đang cố phòng ngự. Grip đang vào vị trí, tốc biến đến từ Jun, ta gom được 2 người và Phi Hồ lao lên giúp Phi Hồ, đó là mất mạng. Đến từ Umanoid, Grip lao vào với bộ pháp tiếp tục hất tung 2 người. Bảo đạn, Noah, Noah bị kéo về và Noah phải nằm xuống. Người tiếp theo sẽ là Oscarinin và Jun đã cố gắng bỏ chạy trong mọi nỗ lực. Không thể nào làm được gì cả dành cho phía của Weibo Gaming. Tôi thích cái cách mà Light tự lấy bản thân anh ta ra là mồi nhử do các thành viên Fnatic trong nhịp vừa rồi, khi mà tự dưng không có gì, anh ta lại e lên và chỉ để lấy một vài lượng sát thương nhỏ mà thôi, để cho bên phía của Fnatic tưởng rằng là xạ thủ đối phương đang không phải vô tên nha. Rồi thằng Raiden Shogun đâu rồi? Tấn công đồng ý là họ kiếm được hàng phục của Light. Thằng Raiden Shogun đâu rồi? Thì nói cũng đã phải trả giá. Alo. Và cuối cùng là quét sạch hoàn toàn dành cho Weibo Gaming và đại diện Hoa Tất 20. Alo. Của LPL sẽ đưa chúng ta với ván 3. Tạm thời thì chưa, nhưng tiền, nhưng mà cái tiền đề để họ có thể kết thúc ván đấu này đang là rất lớn rồi, khi đó là hai cổng League siêu cấp. Weibo này rất lạ, với cây đây là 519 rồi, và anh ta kỹ tới mức là lên món đồ thứ ba là đồng hồ cát luôn, để có thể có những cái tình huống nhảy thẳng vào đối phương và sau đó làm choáng nhiều người, và đồng hồ cát để có thể tự bảo đảm cho bản thân mình. Bây giờ thì không có Bullet Baron nữa, nhưng Weibo Gaming đang có một tân lính có xe to. Họ đang muốn đưa Fnatic vào thế sân bay với ba cổng mega, chiêu cuối không đẹp đến từ Line. Razok đang mất khá nhiều máu ở đây, trụ thứ ba đường giữa. Pha tất về nhà là đi xe buýt về luôn nha, không cần không cần máy bay nha. Razok, anh ta tạo xung đột thắng vào vị trí của Xiao Hu. Xiao Hu có đồng hồ bên phía bên này, đó là Grip. Xoáy đâu, xoáy đâu. Và xoáy cực kỳ đẹp vào ba người. Các bạn thấy cảm giác chơi game mà nắm vận mệnh trong tay chưa? Sao mình ngồi coi game mà gọi là nắm cái nhịp độ trong tay thấy nó thư thái không? Không hề bị dắt không? Một kết quả mà chúng ta có thể lường trước với một cặp trận thi đấu giữa Weibo Gaming và Fnatic. Từ cái ván 1 cuối ván 1 mà luôn nắm trước kịch bản là ngồi coi rất là thư thái luôn, không hề bị dắt một tí nào. Diễn ra đến từ cả hai đội tuyển. Không bao giờ để cho mấy thằng này nó dắt mình được. Thế giới năm nay sẽ cả tìm được châu Phi và chức vô địch cho Hanwha Esports. Nè, Nam mới thắng đường được, Nam mới thắng đường được. Thế ra nó sẽ lựa chọn ghê. Tại vì nó dễ. Nhưng mà có được không vậy? Có được cái hiệu ứng không chế. Wow. Human ơi, người ơi của chúng ta. Bàn tay ma thuật với con Swain. Ghê đó. Swain với cả Vi à? Nói chung là có đột biến trong trong cấm chọn thì sẽ tạo ra được cái Swain bỏ vào đội hình này tăng thêm tỷ lệ thắng cho Fnatic. Tại vì sát thương của nó duy trì ấy. Nó sẽ gọi là kích thêm cái việc là kéo về bằng cái lực. Tức là bị con Ari với lại con Skarner chụp thì vẫn có cơ hội sống. Ra rằng là cái đội hình đang bị thiếu sát thương vật lý duy trì, tại vì con Jack thì bạn không thể nào đỡ hỏi chất tướng cái gì sát thương vật lý duy trì liên tục đến giai đoạn về sau ván đấu cả. Nó sẽ là một này cũng thú vị á. Sau của đối phương tìm kiếm cái mục tiêu như nhờ bài toán căn bản của bên phía Fnatic là làm sao mà đảm bảo được cái chuyện kiểm soát mục tiêu mấy con rồng 2-3-4 à rồng 3-4-5 thôi. Đúng rồi. Sao bây giờ nhìn mặt camera chiếu thằng Xiao Hu, chắc là Xiao Hu à? Có Xuyên là có những kỹ năng gì chứ? Và hãy cùng đến với ván đấu quyết định giữa Fnatic của Weibo xem ai sẽ đội bị loại trong trận đấu này với hai vận động viên Ngọc Thiên, Hải Nguyễn. Nhưng nó lại toàn là sát thương duy trì theo dạng là phép thuật mà thôi. Đúng như bạn Fnatic đã chia sẻ, sát thương vật lý sẽ là vấn đề của đội hình này. Nhưng bù lại nếu như họ có được khả năng kiểm soát sâu không tốt, tôi nghĩ rằng cái tốc độ lấy công trình của họ với Zac, với Ziggs không phải là vấn đề. Và bước vào giao tranh tổng, combo với những tình huống gom nhiều người của Jun, dính sát thương đến từ Noah. Quảng cáo nha em ơi, cảm ơn mọi người ủng hộ luôn. Pha gọi là quấy phá giao tranh đến từ Humanoid với chiến tướng Swain của mình, thì tôi nghĩ rằng cửa đánh giao tranh tổng họ vẫn đang là rất sáng. Với cái trói buộc giữ hai lần CC đến từ Swain thì cái tình huống lao vào của Skarner cùng với Rakan sẽ gặp vấn đề rất là lớn. Một đội hình giàu sát thương phép, sát thương duy trì của họ có nhưng mà nó chỉ là sát thương phép mà thôi. Và cái khả năng chống chịu họ cũng rất là nhiều. Jack có khả năng nhiều bạn dễ thương ghê. Swain với hóa quỷ. Mình bấm quảng cáo cái là không dính quảng cáo kêu né cái nhẹ. Giờ mình chơi mini game ha. Sát thương sốc vào người của Swain. 5 phút mình nhấn quảng cáo lần cho anh em né chiêu ha. Và nếu như anh ta lên một semi nhiều đã có mất nhiều thời gian không? Đến từ cả hai người chơi rừng ở khu vực này rồi. Con cu dưới vẫn còn đó, tắc răng đang kiểm soát khu vực đứng giữa.
Bây giờ thì bắt đầu thấy khả năng hồi phục đến từ vị trí của Hoenoi đã vượt trội hơn. Anh ta bắt đầu tích những cái điểm nội tại. Không phải vô tên nha. Để đi kiếm hiểu. Ok, cảm ơn bạn. Anh ta bị tấn công bởi vị trí của Razok bên phía bên này thì Crypt bị tấn công. Anh ta lùi về với xuất hiện ráng và cắt. Hay. Nhưng vẫn là chiến công đầu dành cho Razok. Anh ta không tạo không. Vẫn thiếu sát thương và vẫn có đội tài giáp được tạo ra bởi Razok. Ghê. Rất quyết đoán đến từ Razok với những tình huống đấm cố nốt những đòn đánh thường của mình để đem về điểm hạ gục chiến công đầu cho bản thân của anh ta. Và sau đó là một cú đấm bùng nổ để có thể tạo thêm lượng sát ảo trừng phạt con lính để tẩy đi lượng sát thương cuối cùng của nó. Và người chưa đi rừng của Hà Tịch vẫn sống sót trong tiếng băng trụ vừa rồi đến xử lý ác đó, phải xử lý ác đó. Có đường trên dòng lửa vừa là mục tiêu mà hai bên chưa muốn nhắm tới hiện tại. Chiêu cuối chưa có. Về cơ bản thì mặc dù mới mất chiến công đầu nhưng mà cái gọi là cái kịch bản của ván đấu đang khá là giống với những gì chúng ta nói nãy đúng không? Là đương đầu với là Weibo nó sẽ đánh sâu. Pha tích đánh hai con đồng đầu. Đúng không? Đang vẫn vô cái nhịp đó ha. Vẫn là top thắng cho Weibo. Và tìm kiếm cho mình. Nói chung là có một cái lợi thế cho Fnatic. Trong khi đó thì nhưng ta sẽ có những kiểu như cái ý đồ triển khai của Weibo vẫn đang không bị ảnh hưởng gì cả. Vừa để chiết tiêu đi cái áp lực lấy công trình của đối phương khi mà bên Fnatic có được Jax và Zig. Bên phía của Fnatic vẫn như ván thi đấu đầu tiên, đội hình họ sở hữu con Jax trong đội hình nhưng vẫn để cho đối phương kiểm soát những con sâu không trước. Tắc sang có mặt khu vực đường giữa. Góc này hoàn toàn có thể sử dụng độc Disto. Chiêu hù lao lên với Fiho. Hùng gió trúng rồi. Tấn công thông qua chiếc Humanoid. Anh ta hóa quỷ lên. Vẫn đang cố gắng chống chịu. Đứng khá là gần trụ. Nhưng vẫn sẽ là mà chủ đam luôn. Của Tắc sang. Cạnh tranh được con rồng không? Nó sắp ăn xong rồng chưa vậy? Đến từ Humanoid. Rồi. Và tình huống nằm xuống vừa rồi. Chết. Bắt buộc phải bỏ ngỏ ở đây. Anh ta không đủ sát thương. Bót ra không phụ được. Mít không phụ được. Mất hết rồi. Thì sẽ là lời chặn chẵn dành cho Weibo Gaming. Mất hết luôn, mất hết luôn, mất hết luôn. Họ có rồng và ta rằng đang muốn nhiều lẽ hơn. Lẽ ra là không được để cái điều đó xảy ra nhưng mà giờ pha tích lụng hết rồi. Đây mở ra rất nhiều thứ dành cho anh ta. Ăn xong con cua thì chắc lên luôn cả cấp độ 6 rồi. Lẽ ra là trao đổi 50-50 mà giờ mất hết rồi. Tắc Giang quay xe. Tắc Giang đã sẵn sàng vượt vị trí để lái xe. Tắc Giang lùm đá rồi, Tắc Giang lùm đá rồi. Jun. Jun không có tốc biến, Jun xuyên tâm kích đã cancel được tình huống e, tốc biến lên giam công thành công vị trí của Jun. Cung bắn sẽ được tung ra, mạng sẽ được nhường cho John Lai mà thôi. Xui. Lai đã rất cố gắng để có thể canh sát thương cuối bằng cái dịch chuyển cổ học rồi. Nhưng mà cái lượng sát thương của dịch chuyển cổ học ở một lần nâng thôi, nó chưa phải là quá nhiều. Crypt sẽ đứng gần những cái đợt lính này để có thể hít thêm một viên đá nữa. Anh ta cần cấp độ 6 nha, anh ta cần cấp độ 6. Khó ha. Tầm này thì nó hơi quá đà. Khó cho Oscar ha, mất quá trời thời gian luôn anh em. Mất cực kỳ nhiều thời gian. Chàng này 3 đánh 2, Tắc Giang. Thằng Lai không tốc biến. Lai chưa có tốc biến, tạo xung đột tấn công thẳng vị trí của Tắc Giang. Đó chính là Tắc Giang cũng không tốc biến. Chưa đủ. Nhanh lên. Ừ hay. Đã có mà hạ gục dành cho Noa. Phản tấn cũng đang đánh hay nha anh em. Lai dính trói buộc. Lai e đi. Lai còn tí máu thôi, có băng trụ tiếp dịp nữa không? Lính đã đẩy tới rồi nhưng Seoul đã có mặt. Bên phía của Fnatic quyết định là không ngừng lại. Ui Lai quyết định đỡ Lai. Lai bị bóc với thiên thạch bí ẩn. Lai vẫn còn đó. Ôi Fnatic tầm nhìn bá chủ. Sao đi đường xa thế? Humanoid đi vòng. Họ dùng đám kiểu gì vậy? Cái gì vậy? Còn tầm nhìn bá chủ không? Tôi nghĩ rằng là Fnatic có thể cảm thấy hài lòng mà thôi khi mà họ đã băng trụ thành công. Còn về sau trở đi thì anh ta đang chưa làm được gì quá nhiều. Trục đường giữa của bên phía của Fnatic đang hơi khó kiểm soát khi mà Humanoid bị nằm xuống một lần. Và Razok không thể vin vào con Swain này để có thể đánh sang hai cánh để hỗ trợ đồng đội được. Anh ta bắt buộc phải cố gắng farm và thậm chí bây giờ cũng đang farm thua so với Tắc Răng nữa. Là một cái ván đấu rất khó khăn đến từ người chơi đi rừng của Fnatic và bây giờ thì họ đang là đội chủ động để có thể ăn con rồng công nghệ này. Dịch chuyển đến từ vị trí của Humanoid đã có được mặt đạo thống khổ Landry rồi. Con Na không có ý định dịch chuyển đâu. Weibo bỏ mà. Họ sẽ rút lui để bảo toàn. Xấu sâu cho con Na ăn cái trụ một quá ngon. Bài toán này không có lời giải đến từ Weibo Gaming. Họ quyết định là bỏ. Họ sẽ đẩy cao được lính khu vực đường nửa cánh dưới để có thể kiểm soát lại lượng tầm nhìn dành cho Seohu. Seohu đang di chuyển chung với Tắc Răng nhưng anh ta đứng đến lượng tầm nhìn. Có nguy hiểm hay không đây? Oscarinin cũng đã bị phát hiện. Sẽ là một tình huống không về đép được luôn mà. Từ bộ đôi mid rừng mà thôi. Câu điểm mẫu nhẹ với tiếng của Jun. Và tôi cảm giác là game cũng đang khá là ưu ái về cặp đấu này. Phan thích ăn được con rồng lỗ 3.000 luôn. Rất khỏe. Linh hồn rồng đất ở ván thi đấu này, một con rồng không thể nào bỏ được dành cho cả hai đội tuyển. Thì sao là như vậy? Một linh hồn rồng mà nếu như Fnatic có được với một đội hình không có chống chịu thuần thì nó cũng sẽ tiếp thêm khả năng chống chịu cho một đội hình đã vốn giàu sát thương sẵn. Còn với Weibo Gaming, họ đang sở hữu một con Skarner tương đối là ổn trong tay của Tăng Giang. Anh ta đã hoàn thành xong được trái tim của Hồng Tần rồi. Mặc dù chưa tích được số nào cả nhưng nếu có thêm rồng đất thì nó cũng sẽ một lượng khống chế, một lượng chỉ số chống chịu cộng thêm rất ổn dành cho người chơi đi rừng của Weibo Gaming. Rồi Fnatic bỏ xì giả luôn trong tầm tấn công. Còn với Razok, anh ta đừng có một cú bấm bê biến về mà thôi. Khổ quá, khổ quá luôn. Không có cánh trên này đến từ Fnatic, họ quyết định là đổi tay game đối phương. Có trụ một đường dưới dành cho Noa và sứ giả khi đứt thì dành cho Weibo Gaming. Tắc Giang đừng quên nhắc, đừng quên nhắc. Hay 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 hay.
Phanh rồi. Nhiều camera chỉ vô em lắm đó nha. Ê. Là quên một thứ gì đó, quyết định quay ngược trở lại để có thể nhặt mắt sứ giả mà thôi. Tấn công vào trụ một vườn giữa với lợi thế sống sâu hoài. Tấn công thẳng trụ và không cần phải thả sứ giả khai nước luôn. Rồng đất. Rất nhiều thông tin đến từ Fnatic để họ có thể chuẩn bị cho một pha bắt lẻ chẳng hạn trước thêm con rồng. Nếu như mà Fnatic nó stuck được rồng đất đang có thể là một tiêu bị nhắm tới là khó chịu lắm đó nha. Chắc chắn như con rồng này Fnatic phải lấy Onin rồng đi Fnatic. Như chúng ta đã phân tích lúc đầu, họ đang thiếu sát thương vật lý duy trì. Và nếu phải Onin con rồng nha. Chịu như là con mất rồng là chết, mất rồng là thua. Nói chung là cứ mất rồng là thua. Có rồng thì ngon, có rồng tỷ lệ thắng rất cao. Thì đó sẽ là một cái thảm họa dành cho đội hình của Fnatic. Tấn công, grip, cú đấm bùng kèo. Có rồng là tỷ lệ thắng rất cao. Hai lần hiệu cả hai. Đánh tầm này grip thậm chí lại còn toàn né bằng đi bộ cơ. Sau đó thanh ta trở ngược lại đây rồi. Đấm lên 3 đi chú. Tạ xung vừa đột, đó là chiêu cuối siêu bom nhìn đột này. Grip nhây nhưng mà anh Khải mới là người cay. Mất 2 chiêu vẫn được, mất 2 chiêu vẫn được, mất 2 chiêu vẫn được. Thôi, tôi cũng hiểu một chút tiếng Tây Ban Nha. Đó, ra dốc. Đấm 2 lần không được, đấm lần 3. Ngon, được rồng nè. Mình luận không ra tiếng tôi nhà là Akala Grip rồi. Chuyển lên, đứng trên gì đây, đứng trên. Đứng trên, đẩy trụ. Đường rồng nè, đường bông rồng ngon nè. Oscarini nó mất gần nửa cây. Ôi, sao lại dậy lên? Làm gì đây? Ê, cái gì vậy? Hồi phi hồ ra thôi. Đúng là hai cái đội này đánh ảo thật đấy. Tại sao vậy? Vẫn là bảo vệ được trụ đường trên đến từ phía của Fnatic và họ có được con rồng này. Một pha thi đấu rất là hề hước đến từ cả hai bên khi mà Crips né được hai lần cú đấm bùng nổ của Razok. Anh ta quyết định thử vận may mình với lần thứ ba. Và Razok lần này thì đấm trúng và anh ta dồn luôn cả chiêu cuối cộng thêm sự vật địa ngục nữa. Và cần phải có những bước di chuyển cẩn thận nếu như anh ta muốn kiểm soát tầm nhìn. Hiện tại thì chưa, khi mà Tazang đang ở sông dưới và sứ giả được thả ra ở một góc nó không đẹp lắm. Và nó sẽ đi bộ xuống đường dưới chứ không phải là đường giữa. Đấm một lần không được thì đấm ba lần. Gì đây? Bây giờ thì sẽ là một cái nỗ lực đến từ đội hình của Wave mình khi không ai lái sứ giả. Họ sẽ chờ con sứ giả đi bộ tới để đảm bảo là có một cú hút vào trụ 2. Tập trung 5 người ở đây thôi. Được lính khu vực trên vẫn đang được nhiều bởi Humanoid. Nhưng mà đội hình của Fnatic không có sâu và cũng không đánh có từ đợi sứ giả tới. Thế là đội hình Weibo họ tự tin, thậm chí chưa cần sứ giả khai nước cũng đã có được trụ 2. Đánh từ đợi sứ giả mấy nãy. Dành cho đội hình của Weibo Gaming, Fnatic họ mắc rô gì lên đây. Kịch bản ơi, lên kịch bản ơi. Trụ bảo vệ trên khu vực dưới và con sứ giả hút là sẽ có trụ dành cho Weibo. Ôi, Fnatic toát rồi. Khó thật dành cho bên phía của Fnatic khi bên phía Weibo Gaming họ kiểm soát quá tốt những con sâu không đầu tiên. Tầm này thì con bò cạp rất nguy hiểm. Razok đang phải hỗ trợ như mình nói về. Anh ta vẫn còn tốc biến, vẫn còn hóa quỷ, đang bị tấn công. Anh ta đã trói buộc thành công ở trên con sâu hù. Tắc Giang đang có mặt ở sau con đầu cuốn sáng thành công. Tiếp tục là Lạc Giang đây. Lao thẳng vào đánh từ vị trí của Jun. Swain. Đi ngoài bị tấn công rồi Crip. Anh ta vẫn thoát về thành công. Oscarinin. Ngon rồi. Ngon chưa phải tích rồi. Ngon phải tích rồi. Thoát được về. Ui chấm máu. Cái này có rất nhiều thành viên. Hey Noah thật là mạnh mẽ. Sẽ có màn hạ gục. Ôi lại tiếp tục là điểm nhấn đến từ Weibo. Lúc nãy thì Razok cay Crips, bây giờ thì đến Noah cay. Tazang tìm một góc bọc đầu để có thể bắt vào vị trí của Noah. Cái thế giới nha. Nhưng Razok đứng ở vị trí đó và anh ta sử dụng ngay một cú tả xuyên qua đột để có thể kìm chân con bọ cạp trong tay của Tazang. Crips thì đang phòng ngự ở khu vực cánh dưới, anh ta có dịch chuyển, đang dịch chuyển lên cánh trên muốn rush Baron đến từ Weibo Gaming. Bắt đầu đã có những cú đam Baron rất là ít từ bên phía Fnatic. Đủ thời gian đi ra mà. Và họ đang di chuyển ra. Jun đang cố gắng phá được tầm nhìn, Seohu thì đang giấu tầm nhìn của mình đi. Nhưng di chuyển vào đây thì sẽ đã lộ một con mắt kiểm soát đã thấy được thông tin của vị. Mở đường cho Razok vô. Nhìn vào Razok nào, một con na phun nổ. Trong tay của Brit, anh ta đang cản, đấm vào bởi Razok. Đó là chiêu cuối. Họ dồn thẳng vào, đó là cú giam công cực kỳ đẹp đến từ Razang. Razok ơi, Baron em ơi. Từ đã tốc biến được thoát. Em ơi, Baron. Baron dành cho vị trí của người đi rừng tăng răng. Anh ta hóa quỷ. Anh ta hóa cho trong đội hình của Weibo Gaming. Một tay ngược trở lại với Seohu. Anh ta lao thẳng lên. Tắc răng lái xe. Tắc răng đẩy được hai người rồi. Và sẽ là quét sạch Night Try Weibo. Vỡ tan đến từ Fnatic trong tình huống giao tranh vừa rồi. Mặc dù đó là một tình huống giao tranh rất nỗ lực đến từ Razok Oskarin để có thể bắt vào vị trí của Breeze. Nhưng con Na này đã kịp hóa Na khổng lồ và có dắp bóng Vosterak nữa. Cực kỳ trâu. Và trở ngược lại là một tình huống chiêu cuối chung ba thành viên, theo sau là giam cầm đến từ Tắc Răng. Pha xử lý Baron nó hơi mạo hiểm nhưng mà hay của Weibo này. Xả tất cả sát thương họ có và những thành viên đang bị cứng đến từ Fnatic. Bên phía Weibo Gaming, họ có Baron, họ có được một trụ thứ ba của đường giữa, họ có trụ hai của đường trên. 10.000 tiền rồi. Họ có được con rồng thứ tư của bán thi đấu này. Baron Power Play đang là con số gần 6.000 tiền. Một pha giao tranh nha. Dành cho bên phía Fnatic. Nó chặn được thằng Razok luôn mà.
Họ nỗ lực tấn công vào một con Na đang phun nổ với cả một bút Sterak. Lúc này phải rờ với con phải nói điều gì? Wow. Rờ với con bộ cạp chứ ta. Gì có thể vào. Na đẩy thẳng vào tường và sau đó là tắc răng nhìn cái giam cầm kìa. Gom hai. Nó phải rờ với con bộ cạp chứ đúng không? Oscarinin trong những nỗ lực của anh ta tốc biến thoát đi. Chẳng làm gì cả. Wow, Fumanoi lao vào. Fumanoi lao vào cũng chẳng làm được gì. Anh ta chỉ là rờ với con bộ cạp luôn đi ha. Sát thương là hầu như không có. Đến từ tuyến sau Fnatic. Rất đen dành cho Razok khi đó là cú trừng phạt còn lại 65 máu đến từ Kobaran. Thực ra nếu như anh ta cướp được thì tôi nghĩ rằng vẫn sẽ là cái sạch mà thôi khi mà các thành viên của bên phía Fnatic cũng không còn nhiều máu nữa rồi. Nhưng đó là sự bình tĩnh đến từ ta rằng anh ta vẫn có thể giữ lại Kobaran dành cho đồng đội của mình. Razok cố gắng lao vào nhưng anh ta người nói bình thản với Baron mẹ. Và cái nó khiến cho cái nhịp căn sát thương trừng phạt của Razok bị thiếu một chút xíu. Nhưng mà cách họ vận hành đó rồi, thắng Weibo thắng là đúng bài. Đã có Mega khu vực đứng dưới và thậm chí là khu vực đứng giữa. Game 1 chốc, game 2 nó đang hơi khó. Kiểm soát game 3 hủy diệt. Không có nổ nhưng phía bên này là giam cầm hai người. Một người phải nằm xuống vườn nói sẽ là người tiếp theo ở trang này. Đã đi 3 người. Đúng bài. Oscar đi không có ra kìa, có ra kìa. Xin cái Beta đi, xin cái Beta đi. Beta đột nhiên nào. Sao Hu ơi, hung chúng là Beta rồi. Trời ơi, không ban phát. Không ban phát cú Beta kill này. Nhưng mà đó cũng sẽ là dấu chấm hết của hạt giống thứ hai thì LEC mà thôi. Và LEC đúng bài của Weibo. Mình G2 là đại diện cuối cùng của khu vực này. Weibo Gaming xin chúc mừng, họ sẽ tới với nhánh 22. Tôi tưởng anh Khải nói cái câu như hồi trước là sạch bóng châu Âu chứ. Chưa sạch. Đâu, G2 là khu vực riêng. Khu vực riêng. Đúng. Họ là khu vực của những gánh xiếc. Bất cái đội hình này đánh thì tôi cũng chịu đấy ạ. Thực ra là vâng, thiên lúc nha. Mà chúng ta nói là vẫn sẽ có sát thương duy trì, chúng ta cũng